Chú Bơm à? Này, quay đây tôi nhìn cái, ơi là đúng chú Bơm rồi. Úi giời ơi, này, đẹp quá, trông cứ như là diễn viên Hàn Quốc ấy. Đừng của bạn nói thêm, chết được. Trời ơi, này, trông giống tài tử điện ảnh lắm. Ừ, ăn mặc đẹp thế này, lâu lắm rồi mới nhìn thấy chú. Này, quay đây tôi nhìn cái nào. Thôi không, hợp đấy. Em thấy nó cứ nào ơi. Này, tôi thấy khối ảnh diễn viên có khi còn không đẹp bằng chú. Mà hôm nay đi đâu mà diện bảnh thế này? Ôi chết chết. Ông không mời bác à? Ông nào? Ô hay, hôm nay là cưới con gái ông tổ trưởng dân phố mà. Ông không mời bác à? Có mời. Khổ, tôi cũng đã định lờ đi rồi. Chú chết. Chú đi à? Đi chứ. Bác ơi, em nói bác nghe. Anh em mình là chuyên môn là chiếm dụng vỉa hè lòng đường thì phải chạy dây tổ trưởng dân phố là đúng rồi. Việc này không ẩu được đâu. Khổ lắm. Thế nhưng mà chú không biết đấy thôi. Tuần này ba đám rồi, tôi sợ là kham không nổi chú Bơm ạ. Trời ơi, gom đến em đây mà còn cố được cái bác điều kiện lên em bao nhiêu bảo không kham nổi. Nhưng mà đợt này người ta ra có photocopy quá gì đâu, toàn uống nước chè mới mua bút bi thôi. Vớ vẩn tuần này á, chả có cả đủ nổi tiền đưa cho vợ ấy chứ. Mà này, tôi nghe nói nhá, còn cái ông tổ trưởng này nhá, trẻ lắm. Thế mà tại sao lại cưới sớm mà đi mời gấp gáp lắm? Em nghe nói là con bé này nó bị tai nạn, cho nên là ông phải cưới như sớm. Chết chết chết, tai nạn thì không lo mà chữa chạy đi, tại sao lại cho cưới thế? Định bề cáng từ nhà cô dâu sang nhà chú rể. Không, tai nạn đây tức là nó có bầu, cho nên là ông phải tổ chức để cưới, gọi là cưới chạy mà. Chết 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 chết. Vâng. Sa đọa, biến chất quá. Tại sao lại thế? Thế người ta gọi là ăn cơm trước kẻng. Ngày xưa các cụ nhà mình thế là cạo đầu bôi vôi đấy. Ôi giời, có cái gì đâu. Cơm thanh niên bây giờ có nhiều đứa nó còn sống thử với nhau, chán chê có bầu rồi nó mới cưới đấy. Trời. Ô hay, này cái bà Hà. Sao thì mọi khi ngồi bên kia, sao lại hôm nay lại mang ra đây để bán à nào? Thôi, bên kia đông người quá, người ra người vào cứ tấp nập lên để cho tôi lánh nạn sang đây một hôm nhá. Tôi bán hàng hôm nay một hôm được. Có cái gì mà tấp nập ở bên đấy? Bên đấy mà tấp nập. Trời ơi, các chú không nhìn kia kìa. Hôm nay có đám cưới. Đám cưới à? Ờ. Tôi ngồi với chú Bơm ở đây bao nhiêu năm làm gì có chỗ nào tổ chức đám cưới, nhà hàng chẳng phải khách sạn thì không. Sao lại tổ chức đám cưới ở bên đấy nhỉ? Đấy, ở bên đi đấy, đông lắm. Cái gì đấy? Thôi chết rồi bác ơi. Hả? Cưới chính con ông tổ trưởng dân phố đây này. Cưới đâu, đấy là trường học cơ mà. Khổ quá, đây đây này, bác không, đây là địa điểm là lớp 5B trường phổ thông cơ sở đây còn gì. Thế bây giờ lấy trường học ra để tổ chức đám cưới thì nấu nướng vào cái chỗ nào nhỉ? Cần gì phải nấu, chú buồn cười thật ý. Ông ấy đặt cỗ cưới ở ngay quán cơm bình dân đầu phố ấy kìa. Cỗ cưới mà lại ở hàng cơm bình dân á? Cơm bình dân thì còn ai mà ăn uống gì chứ. Cái không định đấy? Đi hay sao mà xé phong bì? Đi chứ. Sao lại chú làm cái gì đấy? Chỉ mừng cái này thôi. Sao lại thế? Chú kêu là ai chú cũng mừng như thế, bây giờ chú lại bỏ một nửa đi là sao? Thì đúng, em từ xưa tới nay là kể cả là đám thân hay là không thân em cũng đi 100.000. Nhưng bây giờ bác tính tổ chức thì tổ chức ở trong trường, thế xong người cỗ thì lại đặt ở hàng cơm bình dân thì chả đi thế này thôi. Ai cũng như chú, để người ta tổ chức ra người ta chịu lỗ à? Người ta không lỗ thì em lỗ. Lỗ cái gì? Thế bây giờ em hỏi bác nhá, 100 này là đi ăn ở nhà hàng khách sạn. Bây giờ đi ngồi ăn ở cái trường học này xong rồi, bây giờ ông ấy đặt cơm bình dân, mình đi mình mừng 100, trong khi đó mình được ăn cái suất ăn nó chỉ có khoảng 70-80 nghìn thôi. Thế bây giờ em hỏi bác, như cái tuần vừa rồi ấy, bác 4-5 đám cưới thì bác lỗ bao nhiêu tiền? Chú buồn cười thật đấy, đi đám cưới là vì cái tình cảm. Ai lại làm như thế thì còn gì thì tình cảm nữa chứ gì. Tính như chú ấy, là tuần vừa rồi tôi cũng lỗ đến 500-700 chứ còn gì nữa. Mà có lẽ thôi, tôi tính rồi, bán cái máy photo này đi, đóng cửa rồi ở trong nhà, chứ một tuần ba đám cưới thế này thì tôi cũng chết. Ôi này giờ. Thế nhưng tóm lại là bây giờ bác có định đi không? Này, thôi mà tính toán với các chú thì không được đâu. Tôi nói cho các chú nghe này nhá, ở ngoài Bắc mình này này, đám cưới thì có mùa nhá,
có tháng cưới tháng không cưới, như ở trong Nam ấy người ta cưới cả năm luôn, không có nghỉ tháng nào cả. Thế mà tính toán như các chú mà, thế là ở nhà nó chọn một năm luôn à? Nhưng mà trong đấy người ta cưới nhiều như thế thì chắc là người ta phải có phương cách gì, hoặc là người trong đấy người ta lịch sự. Chứ ai như ngoài Bắc này, tôi thấy ăn uống ngủ ngục lắm. Đúng rồi, ở ngoài Bắc mình là cái tổ chức cái đám cưới là hiện nay là nó vẫn cứ bị theo cái kiểu hình thức. Thế đời thủa nhà ai khách khứa đến, người nhà chả cần biết là quen biết thế nào, cứ thế lôi sạch sạch vào ấn vào ngồi vào mâm, thế là cho nó đủ người ấy mà. Thế bây giờ em hỏi bác thì ngồi, thì em với bác quen nhau sơ sơ thì còn ngồi nói được dăm ba câu. Thế bây giờ em hỏi bác thì 6 người ngồi ở trên cái mâm đấy chả quen biết ai, chả ai nói vài câu nào, cắm mặt vào ăn thôi. Tính như chú. Bây giờ là đấy, mỗi ông miếng giò đủ 6 miếng giò, mỗi ông miếng thịt gà đủ 6 miếng thịt gà, đấy xong rồi làm bát cơm, làm chai bia, đấy xong rồi mỗi ông cầm quả quýt về. Thế giờ đến tăm cũng đủ 6 cái. Để em nói ví dụ mà ông nào mà xỉa mà có chót gãy thì cũng lấy tay mà móc rồi. Mà này này, tôi nói chú nghe nhé, đám cưới trong miền Nam người ta cũng từ tốn lắm nhá. Thiệp mời 17 giờ, khách đến giải rác từ 17 giờ đến 20 giờ. Lúc ấy bắt đầu người ta mới làm cái lễ nhập tiệc cưới. Sau đó họ mới bưng cỗ ra. Tôi nhớ bây giờ nhà tôi có việc bận. Thế tôi phải về trước. Tôi không thể đợi từ 5 giờ đến 8 giờ mới ăn được. Thì tôi phải làm thế nào? Chứ đói à? Chú buồn cười thật. Cứ đến bỏ tiền vào hòm ấy. Thế xong rồi ngồi chờ. Mà không chờ được thì đi ra ngoài ăn tạm bát phở rồi về. Thế thì khác gì ở ngoài này? Thôi. Dọn hàng thì còn đi rồi. Thôi các ông chuẩn bị mình đi đám cưới đi. Bác Bơm với bác Phô ơi, có phong bì không cho em xin 2 cái mới? Chắc là đi ăn cưới con ông tổ trưởng lên xin phong bì hả? Đúng không? Đấy, cái vụ đấy, rộn rã hết cả khu. Đợi tôi một tí. Này, thế nhưng mà là ngày hôm nay cũng phải chạy 2 đám hay sao mà tận 2 cái phong bì? Đâu, 1 đám thôi. Em ném chơi 2 cái như thế này. 100 và 1 phong bì. Phong bì thứ hai chơi 200. Em đến thấy cỗ to ấy, thì em mừng 200. Cỗ nhỏ em mừng 100. Cố định mức hết rồi. Ái già già của chú đây. Tính toán kỹ gớm nhỉ. Này, tôi hỏi thật, thế đã có cái đám nào mà chú ngồi uống chót say đi xong rồi là rút nhầm 200 thành 100 chưa? Say nào, nhầm là nhầm thế nào? Em là dân kinh doanh, tình cao lắm. Em cứ để 200 vào bên túi phải, 100 vào bên túi trái. Cứ nhìn cỗ mà chiến thôi, phải trái phải. Cứ thế mà theo định mức ạ. Và dạ em còn có một cái công thức như này đấy nhá. Nếu mà mời em đi đám cưới khách sạn 5 sao là nhất quyết em không đi. Sao? Em chỉ gửi phong bì thôi, mà cùng lắm cũng chỉ là 100. Tình cảm là chính bác ạ. Chú này, chú tính toán kiểu đấy nhá. Bây giờ tôi nói ví dụ, người ta đã đầu tư, người ta làm ở khách sạn 5 sao, cái mâm cỗ người ta lên đến hơn triệu bạc. Thế mà ai cũng như chú thì để người ta lỗ vốn rồi. Chết. Mà bây giờ tổ chức ở nhà hàng khách sạn, thế mà mời bao nhiêu người mà ai cũng tính toán như chú không đến, thế thì để cô dâu chú rể rồi là họ hàng là ăn hết cả cái đám cỗ ấy à? Thì đấy là việc của họ, việc của em là việc của em không đi. Mà chê cưới trách. Thôi em đi đây, về còn bảo vợ bố trí 2 cái lõi vào đây. Em đi nhá. Vâng. Tính toán thế thì chắc quá chú ạ. Kìa, hai bác không đi ăn cưới à? Đó, đang dọn dẹp đây, chú cũng ăn cưới con ông tổ trưởng hả? Vâng, phải đi chứ, em mà không đi thì làm sao mà đám cưới bắt đầu được. Trời ơi, hoài nhỉ. Bố cô dâu thì không, bố chú rể chẳng phải. Bác không biết à, em còn quan trọng hơn cả bố cô dâu, bố chú rể nhá. Khiếp, quan trọng hơn cả bố cô dâu chú rể. Dễ thường chú là cụ ngoại ở Tây mới về. Chủ hôn dẫn chương trình. Chủ hôn. Chú không... làm chủ hôn á? Vâng. Chú thì chủ lô, chủ đề, chủ hôn cái gì? Khẽ thì bác, đấy là nghề tay phải. Còn nghề tay trái của em là nghề dẫn chương trình. Chủ hôn. Dẫn chương trình. Vâng. Tôi hỏi chú học hành ngày nào mà chú dẫn chương trình? Này, nó phải nói hay mới làm được đấy. Rồi bác ơi, cần gì phải học? Bác không thấy à? Ca sĩ, diễn viên, người mẫu có học hành gì đâu, làm MC tuốt đấy thôi. Chỉ lẻo mép một tí là làm được, không vấn đề gì. Nhưng họ có người đào tạo ở trên truyền hình. Đằng này chú suốt ngày ngồi đầu phố giờ cũng lên nói ABC, làm sao mà nói được. Bác buồn cười nhỉ, thì một ngày bao nhiêu cái đám cưới mà làm sao đủ MC truyền hình mà đi làm đám cưới được. Phải có bọn em thì nó mới đủ cho các đám cưới khác chứ. Tôi nghe nói làm MC đám cưới này cũng phải mất ối tiền mới thuê được đấy. Thế bên này hỏi nó hơi tế nhị một tí là mỗi một cái đám cưới thì chú lấy của người ta bao tiền? Cái đấy nó là cái bí mật nghề nghiệp. Cứ nói đi, nhỡ con cái bọn tôi còn thuê. Thôi để em nói thế này để các bác hiểu. Nói chung là nó là tiền triệu. Thì em cũng chỉ làm thêm thôi mà. Thì một tuần em làm có 2-3 ngày cuối tuần. Mỗi ngày em làm khoảng 4-5 đám thôi. Thì cũng là đủ tiêu, đủ sống mà.
Này thì mà cứ tiền triệu mới làm. Dạ vâng, thì tiền triệu mà phải mời nó phải chân thành cơ, chứ còn mời mà không chân thành là bọn em không làm. Thế thì cứ mỗi một năm mà cứ vào cái mùa cưới thì chú ăn đủ. Ờ thì cũng để bù tiền cho cái hôm nào mà khách được nhiều mình thua. Này, tôi hỏi thật nhé. Thế chú vừa nói là chú chạy show dẫn chương trình nhiều như thế thì có khi nào chú nhầm giữa cái đám nọ với đám kia không? Kìa bác buồn cười, nhiều show thì nhầm là cái chuyện bình thường chứ. Hả? Chết, đám cưới chú mà nhầm thế thì toi chứ không còn gì. Nhầm thế nào được mà nhầm. Cô dâu chú rể tên là phải rõ ràng. Đấy, bố mẹ hai bên gia đình là phải nhớ rõ ràng. Nhầm thì làm sao lấy được tiền của người ta. Nhầm thì có bằng ta. Tôi bảo này, thì nhỡ có những cái đám cưới nó khác nhau, nhỡ chú rể già, cô dâu trẻ, hay là cô dâu thì già, chú rể lại trẻ, rồi chú rể thì béo, cô dâu thì gầy, rồi cô dâu thì gầy, chú rể thì to cao. Thế bây giờ chú nói thế nào mà làm thế nào nó không nhầm được gì. Bác buồn cười nhỉ. Thế bây giờ cô dâu chú rể có to có béo thì cũng chỉ có một cô dâu và một chú rể. Thế làm gì có một cô dâu hai chú rể, hay là hai cô dâu một chú rể đâu mà lo. Thì đã đành là như thế. Thế nhưng mà bây giờ tôi nói ví dụ thế này. Thế chẳng nhẽ bây giờ nói dại mồm có cái đám nào đấy mà bố cô dâu hay là bố chú rể mất như nào đấy thì chẳng nhẽ lúc đấy chú cũng lại mà sẽ mời tứ thân phụ mẫu lên phát biểu à? Cười, cái đấy mình phải tùy cơ biến chứ làm sao mình nói như thế được. Nhưng mà thế cũng chưa căng thẳng bằng những cái đám nhá mà bố mẹ hai bên gia đình bỏ nhau, ly dị nhau từ lâu rồi, mấy chục năm không thèm nhìn mặt nhau. Nhưng mà vì con vì cái chấp nhận nhìn mặt nhau trong vòng có 5-10 phút trên sân khấu. Nhưng mà nhiều khi căng quá cũng không được, không đàm phán được với nhau. Có những gia đình còn phải thuê người trở vờ làm bố và làm mẹ đứng trên sân khấu cho đủ người đấy. Gì cái chuyện đi thuê là có mà em đi làm nhiều em biết đấy, các bác làm sao biết bằng em. Thế được rồi, thế bây giờ tôi nói ví dụ mà thì cũng đầy đủ bố mẹ ở trên sân khấu như thế thì chắc lại chú lại vẫn cứ mấy cái bài mà đi đám nào chú vẫn cứ là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ôi giời, các bác cổ quá. Cũ rồi, đấy là phiên bản 1.0 rồi. Bây giờ đám cưới là phải làm nó vui, nó phải tưng bừng lên, nó phải khác lạ đi. Chứ như ngày xưa là không được. Đây nha, em nói ví dụ như này nhá. Em nói ví dụ nhá. Kính thưa toàn thể hội hôn, kính thưa toàn thể các quý vị quan khách, buổi tang lễ chuẩn bị được bắt đầu. Cái gì? Buổi hôn lễ chuẩn bị được bắt đầu. Yêu cầu các bà con là ngồi đúng vị trí của mình và không chuyển mâm để chúng tôi là dễ sắp mâm và đỡ bị thừa người các mâm. Đấy, tiếp theo là gì? Tiếp theo là em sẽ đọc một cái câu thơ, câu Kiều đấy. Trăm năm trong cõi người ta, chỉ vì lỡ bước mà ra thế này. Vâng, thưa quý vị, chỉ vì lỡ bước hôm nay, chỉ vì lỡ bước lên giường hôm nay mà cô dâu chú rể đã trở thành vợ chồng, đã tạo nên một cái sự hồi tưởng cho những cặp uyên ương già, đó là bố mẹ, cô dâu và chú rể, cũng vì năm xưa lỡ bước mà đến bên nhau để rồi cho ra hai sản phẩm của việc lỡ bước, đó là cô dâu và chú rể. Rồi vỗ tay. Nhìn gì đã? Mặt chú làm sao đấy? Mặt đây làm sao? Có cái sẹo to quá. Cái sẹo này à? Ừ. À cái sẹo này là hôm em làm đám cưới là bố cô dâu là ném cả cái chai vào đây đấy. Tức là nói theo kiểu như vừa rồi thế, ăn cả cái đít chai vào mặt. Phải. Quá thì còn gì nữa. Hôm đấy là vì ông ấy say, chứ ông ấy tỉnh thì làm sao mà ông làm như thế. Đấy là ông ấy say. Nhưng mà đây là tai nạn nghề nghiệp thôi. Không phải là cái chuyện thường xuyên. Thế chứ đám nào chú cũng cứ dập khuôn lắp những cái công thức đấy vào. Không. Mình làm cái gì là mình có cái tâm, có cái sự sáng tạo ở trong đấy. Để cho là đám cưới nó xôm thì mỗi đám cưới nó phải một khác. Ví dụ nha, có những đám cưới là em cho cô dâu chú rể là xuất hiện bằng cách nào? Là cả hội trường tắt hết đèn đi. Chỉ để đèn trên sân khấu thôi. Cô dâu chú rể là đu dây như tắc răng vào giữa sân khấu. Thế cơ mà. Thế là vượn chứ người gì. Thế mà đu dây vào thế coi như là nến với đèn với cỗ với bàn là lê vi theo hết đúng không? Ôi trời, chưa hết. Đá vào mặt khách. Những cái đám có những hôm mà cô dâu văng cả giày cao gót vào mặt khách cơ mà. Nhưng mà thế nó mới vui. Thế còn những hôm mà em lại còn thiết kế như thế này. Có là dàn hai bên đấy này là nam thanh nữ tú cầm pháo giấy đấy. Bắn pháp pháp cái này. Trang kim đấy. Là cô dâu chú rể cưỡi ngựa. Cái ngựa này thế có cái đám nào mà ngựa nó đang đi nó lại bậy ra đấy. Ôi xỉ bá cái một cười đấy. Cũng có nhưng mà mình cái gì đấy là cổ xưa và nó lại trang trọng quý tộc. Châu Âu toàn sáng tạo đấy, tuổi trẻ bây giờ là sáng tạo. Gì nữa? Giả dụ đám cưới con ông tổ trưởng tổ chức tại trường học thế kia chú tổ chức thế nào? Cụ thể là cái đám cưới này thì chú định làm thế nào? Cái này không phải ai cũng làm được, em hơn người khác cái chỗ đấy. Còn lại gì? Tổ chức ở trường tiểu học đúng không? Trường tiểu học không? Với cái chủ đề là ngây thơ.
thì mình sẽ làm cô dâu chú rể phải ngây thơ như chính cái nơi mình đang tổ chức. Nó ngây thơ làm sao được, nó già rồi thì cứ ngây thơ bằng cách nào? Chỉ cái đơn giản. Mà này không biết à, nó bụng to rồi nó mới cưới đấy. Rồi ơi, vẫn ngây thơ được nhá. Em bắt cô dâu chú rể là mặc quần áo đồng phục học sinh cấp 1. Đấy. Mà này, trên tay nhá, vẫn đeo phù hiệu trường luôn. Mà mỗi đứa một trường khác nhau. Đấy. Thế nó mới tăng cái sự đoàn kết giữa các trường với nhau. Tức là bụng mang bầu rồi vẫn mặc áo đồng phục học sinh được. Ừ. Đấy. Rồi, tôi xin lỗi chú nhá. Biết thì tôi hỏi chú. Thì bây giờ mỗi một đám cưới chú nghĩ ra một trò. Thế đến khi nào, có khi nào chú cạn vốn không? À ừ, thì cũng phải có chứ. Cũng có những lúc em thật là bác là đi làm nhiều mà cái mình không kịp nghĩ ra, những lúc mình cũng đuối về ý tưởng, mình đuối về cái sự sáng tạo một cái thì mình lại phải có chiêu khác chứ, không? Mình lại dùng binh pháp tôn tử, không? Chỉ gà mắng chó, không? Điều binh không bằng khích tướng. Đám cưới mà lại có cả điều binh khích tướng. Vâng. Nhưng mà cụ thể là chú làm cái gì? Mà chú lấy binh ở đâu, tướng ở chỗ nào mà chú khích? Đấy, nhà trai nhà gái là binh chứ đâu. Đấy, nghe em nói nhá. Ví dụ như một cái đám cưới mà em cạn ý tưởng rồi, em dỉ tai nhà trai em bảo là: "Ô này, thì sao chú rể trông cao to đẹp trai thế kia mà lại lấy cô dâu trông bé bằng cái kẹo này, bé tí bé teo thế kia." Thế là tí rượu tí bia vào rồi, thế là một ông cầm mic lao thẳng lên sân khấu tự xưng là bác của chú rể, nói luôn: "Ngày hôm nay là đám cưới của cháu tôi và tôi cũng thấy mừng cho nhà gái, vì nhà gái cô dâu trông thế kia mà lấy được cháu tôi là quá may, quá son." Thế là nhà gái thấy thế cũng lao lên sân khấu cướp mic luôn. Tôi hiểu rồi. Thế tức là chú khích tướng mà ôm nhà gái lên. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác của cô dâu. Đúng rồi. Và tôi cũng rất là hạnh phúc khi mà được chứng kiến hạnh phúc của hai cháu. Cháu phải thấy mặc dù rất to cao nhưng lấy được bác của tôi, tức là lấy được cháu của tôi thì rất là cũng hạnh phúc, bởi vì nó dù không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn. Nó rất là tài giỏi, nó rất là tài năng, ý thế gì. Đúng rồi. Hai họ cãi nhau. Đúng rồi, cứ thế thôi. Chiều này đặc biệt quá. Cứ làm gì? Thì em ở dưới em uống bia. Đấy, mà cãi nhau như thế là gần một tiếng đồng hồ, gần hết chương trình của em rồi. Thế là xong rồi. Mà sáng tạo mà người ta đến dự đám cưới cũng vui, cô dâu chú rể cũng vui. Có nghĩa là mình có cái sự tương tác giữa cô dâu chú rể và quan khách đến. Nó như là những cái trò chơi truyền hình ấy. Chú nghe này. Hình như có ông nào đang tổ chức đám cưới bên kia kìa. Ok. Sao lại hôm nay em bắt đầu? Em đang đứng ở đây cơ mà. Thì đấy thì chú bảo MC mà bên kia người ta bắt đầu mời vào để tiến hành hôm nay. Chú kích ra tôi rồi, thằng nào lại cướp cơm của em rồi. Bố rồi thằng Tinh Tô. Hôm qua em vừa ngồi nói chuyện với nó, nói cho nó mấy cái bài, hôm nay nó cướp cơm của em. Thôi, các bác sang sau, em đi sang chuyện, em đi sang trước. Này, với cái kiểu đám cưới này thì thôi, chú cầm sang, thả hộ tôi. Sao? Thế bác không đi à? Thôi chứ bây giờ mà mình sang muộn màng thế này, có khi nó xếp hai anh em mình ngồi cạnh cái loa mà nghe cái ông Trung mặt sẹo này, ông ấy nói ra giả, thế mình cũng ù tai thì cũng hoa mắt, chả gắp được miếng nào đâu chú ạ. Ừ, mà đấy, vừa rồi đấy, nó cũng kể chuyện là con nó đi dẫn đám cưới mà bị ăn cả cái chai vào đầu đấy. Cái kiểu ăn nói ba lăng nhăng này vào đám cưới mà ông tổ trưởng dân phố, ông ấy không giữ được bình tĩnh rồi lại cũng lại bát đũa bay vèo vèo, rồi anh em mình ngồi đấy chả phải đầu phải tai. Thế thì thôi, có lẽ là anh em mình sang thả phong bì rồi đi làm bát phở.